Điều hòa méo gì mà đắt thế Chào các bạn, tôi là Bùi Huy Đại diện cho kho Nhật Thực chất thì tôi cũng chung với lại Cái suy nghĩ và cái cảm xúc của các bạn Khi ngày đầu tiên Mà tôi tiếp xúc với lại các cái mẫu Điều hòa nội địa Nhật Đặc biệt là điều hòa mới Và đặc biệt nữa là điều hòa mới Nhưng mà dòng VIP, dòng full chức năng Thì cũng đúng chung với cảm xúc của các bạn Để Điều hòa méo gì mà đắt thế Thực sự là Quá là nhiều tiền luôn các bạn ạ một cái điều hòa mà có nhất thiết phải bỏ ra đến khoảng 40 triệu để chúng ta sở hữu nó không? Đó, đấy là cái thắc mắc và là cái cảm xúc của tôi. Đấy, chính tôi ngày đầu tiên được tiếp xúc với nó. Thực sự là thằng Nhật nó có những cái quá kinh khủng. Và nhưng mà không hiểu tại sao mà khi mang về Đấy, thì khách vẫn mua. Và đến ngày hôm nay, sau nhiều năm trải nghiệm bán nó và được trải nghiệm nó thì tôi mới đúc kết được ra một cái vấn đề là đúng là các cụ dạy không sai, đừng dạy người giàu cách tiêu tiền đó, nó nhiều tiền thật nhưng mà giá trị của nó thực sự là cũng là sự là xứng đáng ấy các bạn. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến cho bạn một cái mẫu điều hòa mới nguyên thùng đến từ hàng nội địa Nhật thương hiệu Daikin. Đây là bản cao cấp nhất của dòng Daikin. Nếu một giá bán mới của nó tại bên Nhật mà chúng ta mang về Việt Nam thì chúng ta phải bán với mức giá đâu đó khoảng 40 triệu với mẫu điều hòa này. Đành rằng là ngày hôm nay cũng như là các cái clip trước của tôi á thì tôi sẽ để cho các bạn một cái mức giá rẻ không tưởng. Đấy. Cái này chúng ta sẽ để vào cuối clip đúng không ạ? Cái điều thú vị chúng ta phải để cuối clip. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi xem xem là cái mẫu điều hòa bản cao cấp nhất của dòng Daikin này, hàng nội địa của Nhật. Nó sẽ có những cái gì? mà nó lại có một cái mức giá kinh khủng như vậy các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ khui thùng ra để chúng ta cùng xem cái ngoại hình của nó, hình rồi xem cái công nghệ của nó. Và trước mắt chúng ta đây chính là nhân vật chính, mẫu điều hòa Daikin 12.000 phiên bản cao cấp nhất đến từ hàng nội địa của Nhật. Hàng nội địa của Nhật chúng ta biết là gì ạ? Là nó đã rất là cao cấp cả về chất lượng và công nghệ rồi. Đấy, Daikin thì lại là một cái thương hiệu rất là lớn không chỉ tại Nhật mà toàn cầu rồi. Và đây lại là một cái mẫu mà lại còn cao cấp nhất của Daikin nữa Thì chúng ta thấy không ạ? Nó có mấy cái nhất liền này các bạn Đấy là lý do mà nó đắt tiền á Nhìn phía bên ngoài chúng ta thấy gì ạ? Nó đã có những cái khác rồi Đúng không ạ? Bắt đầu thấy lạ rồi Hay chúng ta còn gọi là dị tướng rồi đúng không ạ? Bình thường các cái mẫu thông thường với cái mẫu điều hòa của Việt Nam Chúng ta thấy rằng nó chỉ có tầm này thôi Đúng không ạ? Thế nhưng mà nó lại còn thêm một khúc này nữa Nhìn nó to hơn Trông nó đầu gấu hơn Tại sao là như vậy? và nó phải như thế này các bạn ạ thì nó mới có thể bên trong nó mới chứa được các cái linh kiện để nó cho chúng ta cái công nghệ tốt và sức khỏe hơn ở trên này chúng ta thấy là nó sẽ có các phụ kiện đó phụ kiện thì bao gồm có pin này giá đỡ điều khiển này điều khiển đó à, màng lọc than lọc tính lọc không khí đấy các bạn vì máy này nó sẽ có tính năng lọc không khí mà rồi sách hướng dẫn đây tôi sẽ bỏ cái bộ phụ kiện này ra để chúng ta xem máy nó được dễ dàng hơn nhé Đấy các bạn thấy không ạ? Đầy đủ hết từ đôi pin luôn Pin này cũng là pin của Nhật luôn Chia sẻ với các bạn nhé quả pin Nhật này nó là dòng pin khô Chúng ta dùng cái tuổi thọ của nó chắc nó phải bền hơn khoảng tầm 20 lần Các cái quả pin phổ thông mà chúng ta đang mua ở ngoài cửa hàng tạp hóa Đấy nói về độ bền Thứ hai nữa là về độ an toàn thì các cái mẫu pin phổ thông ở Việt Nam chúng ta khi mà nó hết pin mà chúng ta không tháo ra nhé nó bị chảy nó sẽ hỏng khiển han hết chân khiển luôn còn các mẫu pin khô này chúng ta dùng thoải mái chúng ta không tháo ra thì nó cũng không để bị uh, hỏng cái khiển chúng ta đâu còn đây là cái khiển của nó đây nó phòng rất là cẩn thận rồi phòng kín mít rồi chúng ta không tháo ra được bắt buộc phải xé và tất nhiên rồi tôi sẽ không xé và chúng ta sẽ xem ở bên ngoài đây đây chúng ta nhìn này Đấy ở bên ngoài Cái khiển của nó hàng full chức năng nhìn nó cũng đầu gấu đúng không ạ Cái màn hình của nó ở đây Đấy đây là các cái phím cơ bản Chức năng lớn ở bên ngoài Đó tính năng tự động này Hay là làm lạnh Làm nóng hút ẩm Tắt Đấy, tăng giảm đây là tính năng cơ bản nhất rồi Còn ngoài ra chúng ta hãy lật cái lắp khiển này lên bên trong này Sẽ có rất nhiều các tính năng khác Đấy. Và bây giờ tôi sẽ cầm máy quay Để tôi quay chi tiết Cho các bạn xem nhé tôi hay trêu rằng chúng ta mua các cái mẫu máy điều hòa như này thì chúng ta sẽ không sợ lỗ đâu tại vì sau này á chúng ta mà có bỏ nó đi chúng ta bán sắt vụn ấy cũng rất là được giá nói vui vậy vì sao vì cái cục nóng này này nó lặng lên đến hơn 50 cân các bạn ạ 54 cân cái mặt lạnh này nặng 20 cân có nghĩa là tổng hai cái này vào nặng khoảng tầm 80 cân đấy các bạn thấy không ạ rất nặng luôn trên đây là tôi chỉ có liệt kê ra những cái tính năng cơ bản thôi nhưng mà đã clip chúng ta đã dài khoảng gần 10 phút rồi bây giờ mà tôi liệt kê hết các cái, cái công nghệ nó ra nhá thì tôi nói thật các bạn là clip này chắc phải dài khoảng nửa tiếng đấy thế thôi nếu các bạn muốn biết các cái công nghệ tiếp theo của nó thì các bạn có thể liên hệ, liên hệ với tôi tôi sẽ gửi cho các bạn trực tiếp cái link website của hãng đấy để chúng ta vào chúng ta nghiên cứu thêm các tính năng của nó nó rất nhiều tính năng luôn các bạn vô cùng nhiều tính năng luôn và tất cả chỉ hướng đến là một cái vấn đề là gì ạ là cho chúng ta một cái chất lượng không khí tốt sức khỏe thôi các bạn Đấy, giá trị đồng tiền các bạn. Đến một cái vấn đề mà chúng ta đang rất quan tâm, đấy chính là vấn đề về giá. Điều hòa đi quá là vip rồi, đúng không ạ? Quá chất rồi. Nó sẽ cho chúng ta một cái chất lượng không khí mà sẽ ngoài cả cái mong đợi đấy các bạn. Cái không khí lạnh dịu dễ chịu, không khô da, không khô mũi. Đó. Thì uh, cái quan trọng nhất bây giờ là giá đúng không ạ? Đấy, giá nếu mà khoảng 40 triệu thì nó thật các bạn là rất ít chúng ta có thể tiếp cận được với nó. Thế nhưng mà ngày hôm nay theo đúng cái chính sách là gì ạ? là mang đến những cái điều hòa chất lượng hàng mới nguyên thùng nội địa nhật với mức giá rẻ không tưởng đó thì cái mẫu điều hòa Daikin 12 000 này tôi sẽ bán cho các bạn với mức giá là 25 triệu 25 triệu các bạn nhé bao giá toàn quốc từ trong Nam đến ngoài Bắc luôn bao giá cả qua bên Nhật luôn đấy các bạn thấy bất kỳ một cơ sở nào bán giá rẻ hơn lập tức các bạn được hoàn tiền đấy chính là chính sách bán hàng chung tại kho nhật của huy không riêng gì điều hòa đó các bạn mà có những thắc mắc cần tư vấn hoặc các bạn cần tôi làm clip review về sản phẩm gì các bạn hãy comment ở phía bên dưới nhé các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi các cái clip tiếp theo của tôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau